Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ em đêm, ngón tay vẽ tình yêu đời. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu mình. Ôi ngón nào xinh xinh, ai ai vừa đeo nhẫn kia, tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay, chúc cho tình chúng ta. Đây là tiền nét. Chú đứng xíu lên nhà nhìn đó. Dạ, rồi, vậy? Rồi, nói lớn lớn lên. Nói rồi xong đi. Đây. Bè chỉ sợ chơi, chứ má chỉ kia nữa. Nó chỉ vậy. Sao nó tới còn tôi nữa? Má thất chứ. Chị, chị là che các cụ đi không? Cụ đi mà có lẽ, cụ gì đi. Có lẽ từ từ biết. Không mà cứ tự nhiên đừng có cái gì đâu cái đó cái con chưa có ai đừng có hồi hộp nghe khi mà hồi hộp hết. Được rồi, nói. Ở đây,
từ từ. Chú cứ vô trong bò đậu che luôn. Bây giờ cũng xin thưa đây, nói chung là đây cũng ngày thành hôn của hai con, thì cái gì cũng có biết về bác kiếm gọi về cho con rồi cũng muốn cho bác tỷ quá bác kiếm cha con 500 đô tính cha bê 100 đô anh hai tối trao trăm đô đại nội tám giáo trao trăm đô vừa hết con còn nữa à, đây là đè vớ sau để giúp chị cạn ở cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không? Cái thời gian là nó cũng cách tính quá. Và khi đó là cái vợ chồng này. Thank you.
cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cau. Ô vui quá ta bà con ơi, nhà trai là hàng hà hai khi bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc tình vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho cả ngày sao. Anh tính cho rồi chứ tôi với anh đây mầm xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong mà rồi, nếu tiện cái tội mình tính luôn tiện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để chọn đời chung sức phút giây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn tình nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok.
Nhiều người ra dòm nói cho
nghe không đâu vào đâu. Bà thì khen, bà thì cứ muốn chê, nghe câu không thành câu. Dẫu người ta càng gì mình, đám cưới đang linh đình hay dẫu không linh đình, ta đến nâng ly mừng cho thắm tình làng quê. Thưa vợ chồng anh chị, thưa người gái, thưa các bạn, của hai cháu đến đây đã hoàn thành. Trước khi tâm thành cảm ơn những người bạn gái đã tấm lòng lo lắng giữa hai bên rất mọc đi đâu, lo lắng cái việc không lo cho con cho cháu được tốt đẹp thì đến đây để hoàn thành. Tôi xin mời gái để chung vui và thay đổi hoặc là chứng nhận cái gì đã ra và sắp sửa xảy đến, và cái nghĩa là phát trẻ bà con dòng họ cho nhà trai để tiếp tục tặng về cho cô dâu chú rể. Cảm ơn bên nhà gái thì cũng cảm ơn sự quan tâm của phía bên nhà trai đã là phục vụ trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Thì tôi không có gì hơn, tôi xin thay mặt đại diện cho bên nhà trai xin cảm ơn. Thì hai đứa vô, đồ mẹ, đồ cái gì cha. Bây giờ cha mẹ cô Dương chú rể đó. Bây giờ cha cái gì đó, có cháu về bao nhiêu. Cô cháu nhìn đây này. Ông bà ngoại thì để đi là cũng đồng ý chúng tôi.